Mới đây trên trang cá nhân, bà xã của Bình Minh đăng tải bức ảnh chụp cùng Trương Ngọc Ánh kèm theo dòng trạng thái: hai đứa đi dự đám cưới nhau rồi giờ tới tuổi rủ nhau đi đám cưới người khác. Biết đâu sắp được đi đám cưới bằng Ánh nữa ta. Lần này có cho tôi làm phù dâu nữa không vậy? Do bà xã Bình Minh làm lộ tin Trương Ngọc Ánh sắp kết hôn, nhưng nữ diễn viên không phủ nhận, lại còn vui vẻ phản hồi: hu hu, chưa gì đã lộ bạn ui. Điều này như một lời xác nhận cho việc cô sắp lên xe hoa. Tuy nhiên, danh tính bạn trai của cô vẫn đang được giữ bí mật.